Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức đoàn trao hỗ trợ kinh phí cho người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại các xã trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Việc hỗ trợ kinh phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn đối với người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội, giúp người dân ổn định cuộc sống, ở nhà và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của địa phương. Bây giờ cũng khó khăn mà bị gì con cái không có đâu, nó đi hết trơn rồi, nó có vợ chồng đi bằng ăn hết rồi, giờ nó kẹt ở thành phố hết trơn rồi. Bây giờ còn có hai bà cháu mà. Năm nay mà địa phương á chăng mà cho đó bà này cũng mừng, trang trải địa phương cũng mừng dữ lắm. Thế thì dịch bệnh hết sức là khó khăn, gặp vất vả của từng hộ. Thành ra giờ là nói chung là đối với tôi cũng thấy là giúp đỡ gia đình, thấy cũng cảm thấy là phấn khởi. Và xin cảm ơn tất cả là. Tại huyện U Minh Thượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang trao tặng 210 phần quà cho người dân, mỗi suất quà trị giá 900.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm cần thiết trị giá 300.000 đồng và tiền mặt 600.000 đồng. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các xã Thạnh Yên, Vĩnh Hòa, Minh Thuận tổ chức trao hỗ trợ trực tiếp cho người dân trên địa bàn. Việc trao tặng quà cho người dân đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch, phân bổ từng đợt để trao tặng. Đối với các xã còn lại của huyện U Minh Thượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi trực tiếp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã để tổ chức trao tặng cho người dân. Mặt trận tỉnh thì căn cứ trên cái tinh thần mà rà soát các cái danh sách hộ nghèo, hộ khó khăn thì sẽ hỗ trợ trong toàn tỉnh Kiên Giang. Nơi nào mà có hộ nghèo, có hộ khó khăn thì nơi đó sẽ có những cái sức quà của mặt trận gửi đến cho người dân, đảm bảo là cho người dân không ai ở đâu thì ở yên đó, thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch. Nói chung là ngay cái thời điểm đang cái dịch bệnh COVID xảy ra, những cái phần quà của mặt trận tỉnh hỗ trợ cho bà con ở địa phương là rất là ý nghĩa và rất là thiết thực. Trong cái thời điểm này thì thời gian qua cũng rất là nhiều mạnh thường quân cũng quan tâm tới cái bà con nghèo. Thì là thay mặt cái mặt trận huyện, tôi cũng xin là rất là cảm ơn những cái tấm lòng rất là quý báu của mạnh thường quân trong và ngoài huyện đã quan tâm tới cái vùng sâu vùng xa, mà những đặc biệt những cái hộ mà ảnh hưởng do cái COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tổ chức trao hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cho các huyện, thành phố trong tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2021. Còn đối với các huyện, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ chuyển đến các địa phương để tổ chức trao tặng cho người dân theo đúng các quy định phòng chống dịch COVID-19.